Một clip hơn một phút ghi lại cảnh bé trai khoảng 10 tuổi điều khiển phà chở khách qua sông Đồng Nai, đăng trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi giật mình. Theo clip ghi lại, bé trai khoảng 10 tuổi trên phà chở hành khách và xe máy tại bến đò Hiếu Liêm, Tân Quyên, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Bé trai này cầm vô lăng điều khiển để đưa hành khách qua sông Đồng Nai. Bến đò Hiếu Liêm, Tân Quyên thuộc xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu là bến đò chính kết nối xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với huyện Bắc Tân Quyên, tỉnh Bình Dương. Mỗi ngày có khoảng 300 đến 500 khách qua lại. Tình hình giao thông đường thủy nội địa qua đây khá phức tạp với lòng sông sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, nhất là khi một đứa bé điều khiển phà. Ông Nguyễn Văn Trong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ xử lý nghiêm sự việc.